Xin chào tất cả mọi người đã đến với clip mới nhất của mình. Hôm nay sự trở lại của ạc Mini Trap 79M. Thì hiện tại thì cái ạc này nó cũng hơi lố cái mai một tí, nên mình thấy rằng bạn ấy đang có cái qua là có anh Việt kêu mình là qua đây là gà kèo, tại vì bài băng này nó cũng rất là chịu chơi. Nãy nó đang ăn quái mọi người. Mình định là xách cái ạc xách lính cung của mình đấm vào cái nhà 13 sát bên nè, để mà nó tạo sự chú ý, nhưng mà mình sợ là nó cuồng chiến này kia thì nó hơi lu bu, và đang không biết làm sao thì tự nhiên nó đã có một cái kèo, đó là kèo cướp quái. Đây thì không phải là gì, thì ạc này nó là một cái ạc nhỏ, nó chỉ khoảng 1m hơn 2m lính thôi, nó không có T3, nó chưa đủ các bạn. Ở đây thì cung kỵ của mình, mình đét chặn cung, đét cung khuyết cung luôn, thì nó chỉ khoảng 250 T3 cung, rồi 100k bộ kỵ T3, rồi T2 thì hơn 500, 600 với 700 thôi, 500 hơn 500 với một cái là một cái hơn 600 và một cái là hơn đây các bạn, mình cho các bạn xem ở dưới này. Đấy, các bạn xem giùm mình nha. Đó. T3 thôi, T2 nó không nhiều, T3 cũng không nhiều luôn. Thiệt sự nếu mà đét T4 á, gặp cây nhỏ mà nó không đi tướng này kia chắc mình nút được, không biết được, chắc nút được các bạn, tầm 2 mình lính nút được, nhưng mà nó kiểu như cần, nhưng mà cần đét nữa, muốn đét được phải lên cao một tí. Thì có rất là nhiều bạn là cái kiểu như là đi đét không biết làm sao mà 2 mình lính và để bị bắt tướng luôn thiệt. T4 đấm mà để mắc tướng là hơi ngầu. Không nha, ở đây là mình nói là những ca nhỏ thôi, chứ còn những ca lớn thì nó khác. ATK cao á, nó đâm nhẹ một phát là bay. Với những cây nhỏ nha, những người mà đi đánh nhỏ nhỏ đó, chứ không phải là mình nói là ở đây mình nói là trong thời gian chờ đợi nước trong vòng mọi người, không phải là mình nói là những ạc mà mạnh đổ thừa ATK 5700 cộng rồi bảo là đấm sao không chết, cứ bảo là thế là thua. Thiệt sự 300 cộng đảo lại đi chấp á, 2m lính chấp, bảo làm sao mà 300 cộng thì dễ ha ha. Bạn này giới thiệu mình qua nè mọi người, đó là bạn ấy đổi rồi đấy, đổi gỗ với mình. Hiện tại thì ạc này nó khá là nghèo tài nguyên. Trời ơi, đây 902, chắc là mình sẽ canh cướp quái bạn này ạ. 27% thì chắc là phát sao nó cũng sẽ tầm khoảng 30 trở lên. Thấy đồ săn bằng ấy cao, có thể là trên nhiều lắm á, khoảng 30. Mình sợ là nó mắc luôn, mình sẽ để thủ sẵn 5x nha, để có cái trường hợp mà tại vì ạc này nó khá là cùi về săn quái, mình đang nghiên cứu săn quái lên các bạn. Nói thiệt này, không, mình không có khuyến khích các bạn là đi cướp gà kèo, đi cướp mà gà kèo như thế này đâu, để cái trường hợp mà ban lưu bu 2%, mình đi 1x là đủ các bạn. Thì con này các bạn nhét cho mình thì con sát thủ diệt ma nha, với 4 con tướng phép đó, thì có thể là đánh ok, tại vì nó không bị tuột cái nhảy lên nhảy xuống đó, đối với con người khổng lồ nó nhảy lên nhảy xuống. Thì bảo đảm là bạn này đấm vào mặt mình luôn nên các bạn, đảm bảo luôn. Thì cái thứ mà đang gỡ khiên rồi thì bảo hả, này không chắc ăn lắm đâu. Ai biết nhỡ hiền quá nhỡ hiền quá không quánh sao. Cố gắng mình sẽ tự chờ đợi mọi người. Nói chung mình đi gà kèo thì mình phải chờ đợi là thứ nhất. Thứ hai là cái trời ơi, chơi lớn vậy bạn ấy đi kỵ mọi người ạ. Đi kỵ nha, đem tướng rồi tèo rồi, rồi xong chạy luôn nhân nách. Nuốt được trăm khoảng, để tí mình xem lại, bị thương 159. Cái gì vậy, cái gì vậy, không đủ tài nguyên, giọt. Ơ cái này là mình không đủ tài nguyên để mình chữa mọi người ơi. Hết tài nguyên chữa rồi, bây giờ nếu mà ở lại nữa mình bị đấm đi một phát nữa là bay màu thiệt. Đây mình sẽ xem lại cái nó bằng ấy là đi là 70 mấy k, khoảng 115k, 115733 T4. Thôi đụng hàng khủng rồi. Tướng cung vàng. Đồ thì trên trời cam, không lấy nào mà cái ạc mini chat này có thể mà đét được, thì các bạn thông cảm giùm mình. Đây thiệt hại thì không quá là nhiều các bạn, ở đây thiệt hại thì không nhiều nên các bạn có thể thấy cháy rồi các bạn. Mình vẫn đăng cho các bạn xem chứ, các bạn đi đét mà cứ đăng lên thôi chứ. Đây thêm tài nguyên rồi, nghèo quá.
Dạo này không có đi thu thập gì trơn á, kiểu như làm biến bận này kia mình ít đi thu thập. Rồi kiểu này là tầm chết rồi, chết tôi rồi. Thật sự là không thể nào mà đét được phát thứ hai nếu mà không đủ tài nguyên các bạn. Thì các bạn lên theo cái hướng nào cũng được, nói chung là lên hướng đét ba loại cũng được, lên khuyết cũng được. Nhưng mà khuyết thì các bạn mới là cái lượng, nếu mà các bạn còn ít lính như thế này nè, mà nếu mà nó đi đi bộ các bạn đổi trang kỵ bình thường. Tại vì hiện tại là khuyết mình chưa có đủ lính á, mỗi M8 lính. Chết 100, bị thương 159k thôi, không được 200k, nó không được 160 nữa, nó được 559 rồi đó. Đó, tí thôi đó. Thì các bạn xem như mình nè, nó bà bét sư điểu. Con quấy con yêu tinh với con này chết rồi. Em hàng này là chết rồi. Thật sự thì không phải là đét đạn chặn này, nó không phải là mình cháy mình vẫn đăng, mình được cháy đăng cho mọi người xem luôn. Là mình không phải là mình tối ngày mình đi đét là khẳng định là một điều là mình 100% là mình sẽ nuốt hết, cũng như là mình sẽ thắng hết. Cái này không phải đâu. Nhưng mà các bạn thấy là thiệt hại không nhiều, nhưng cũng là linh lính này kia đó, đồ mình cùi mình chấp cái thằng trang. Thế mình, các bạn nghĩ là ATK nó khoảng bao nhiêu? Các bạn comment lại, để lại comment lại, coi khoảng ATK nó khoảng bao nhiêu nha. Chứ mình cũng không khẳng định đâu. Thấy đồ đó, cao đó trời, chắc cũng 500 chết. Ủa, gì cũng nói chung là đồ mình cùi hơn thằng đó mà mình còn hơn 300 nữa. Mình để một loại, không phải một loại nha mọi người. Mình để ba loại luôn á là cũng phải trên 300 nữa, mình nghĩ thằng đó chắc cũng 500. Để một loại chắc cả 500. Trời ơi, nhẹ khí tuột kìa, đẹp tuột kìa. Thì để tới 3 nhẹ khí sẽ tuột chậm hơn so với là các bạn dùng T2 bằng đét lên nha. Ở đây hay cũng hay là nó đi đúng cái chặng mà mình đét, thường thì nó sẽ công kỵ nhiều. Nên mình quyết định là 3 hạt mình lên đét cung, 3 hạt lên đét bộ. Đó. Thì thiệt hại của nó là cũng không quá là nhiều. Các bạn xem đây. Nó thâu rầu sư điểu cuối, thâu rầu yêu tinh cuối, thôi rồi con này cũng cuối luôn, trong khi hai con bét của mình, một con cấp 1, một con cấp 2 đó. Rồi xong rồi, các bạn thấy là fan này cháy đã không, cháy nó hợp lý chưa, chứ mình thấy là cháy ha, à hơi lớn mà cháy là hợp lý rồi đó, không có đường nào mà đỡ nổi hết trơn. Các bạn nào mà đỡ nổi thì giờ vào đây mà đét nha. Chứ thiệt sự là ạc này hạng 1M8 lính mà đét bao nhiêu đó mình thấy cũng khá ok. Tại rồi đét không có đủ. Nếu mà lên chịu lên thì nó rất là dễ. Chịu lên các bạn lên này kia đủ lượng lính khoảng 3M. Với lại thủ rễ đét sẵn nha. Cũng như tăng tốc để các bạn có thể chữa lính liền tay. Lụm ngay skill. Thì clip của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký cũng như là bình luận đánh giá video. Và Zalo và link Facebook mình sẽ để dưới phần mô tả. Các bạn đăng ký ủng hộ mình, đăng bấm một cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình. Tạm biệt mọi người.